Này này cô em chớ buồn, trời làm ra em sẽ cho thêm điều may. Này này cô em chớ lo, để thì thiên thang sẽ cho tiền vui mang về. Trời mà chưa vui vẫn tiên trời, buồn giàu hôm nay sẽ tươi cười ngày mai. Đời còn bao nhiêu nắng xanh, thì còn xoay nghiêng tóc em xanh, rất xanh. Mùa xuân trong mắt, dù em không đẹp nhiều, dù không xinh được nhiều, nhưng em đang dần dần đẹp lên. Khi lòng còn trong sáng, tim còn đậm rền vang, là tin vui tự nhiên ai mang đến. Này này cô em cứ tươi cười, mỗi ngày chưa vui sẽ thêm trăm ngày. Trời đến cho em đó thôi, đời làm ra hoa rất thơm cho em đây này. Lòng người không ai vẫn tin người, bạn bè xung quanh vẫn thương em kia em. Còn nhiều không gian ước mơ, còn nhiều con tim rất ngây thơ, ngây thơ về bên em đây. Dù em không đẹp nhiều, dù không xinh được nhiều, nhưng em đang dần dần đẹp lên. Khi lòng còn trong sáng, tim còn đậm rền vang, là tin vui tự nhiên ai mang đến. Cô Huyền Diệu, cô có điếc hay không mà không trả lời điện thoại về hả? Lại đi nhiều chuyện rồi đây. Alo, văn phòng SBT nghe đây ạ. À, không có anh An Đông ở đây, mà cũng không có cô trợ lý. Xin lỗi, nhưng chị là ai và từ đâu gọi tới ạ? À, chị Kiều Anh. Vâng vâng, vâng, tôi sẽ nhắn lại. Rồi, rồi, chào chị. Thôi, em thấy chẳng còn chuyện gì để bàn nữa. Tất cả mọi cái hơn thiệt mình đều đã nói cả rồi. Bây giờ chị bé phải tự quyết định. Thôi bây giờ vậy nè, giờ im hết đi, nãy giờ tụi mình nói hết trơn rồi đúng không? Có một mình Huyền Diệu là chưa nói thôi. Bây giờ em lên tiếng đi, em nghĩ sao về cái chuyện phẫu thuật làm đẹp của chị Thanh? Em á hả? Em nghĩ mình không phù hợp để nói chuyện này. Nhưng mà thú thật là em ghét vẻ đẹp thẩm mỹ nó già già như thế nào ấy. Vẻ đẹp nhân tạo thì đâu có quyết định được tình yêu đâu chị ơi. Khi người ta chọn mình á, người đàn ông chọn mình á, người ta chọn yêu chính vì con người của mình đúng không? Chứ người ta không có chọn vẻ đẹp được đúc từ dao kéo đâu. Ôi giời, lại thêm một chiếc da nữa. Huyền Diệu, cậu không biết rằng trên đời này có khá nhiều gã đàn ông chỉ nhìn vào cái xấu của người phụ nữ à? Sao? Không hiểu à? Thế anh chàng Ninh Lâm không góp ý gì với cậu về hình thức của cậu à? Hương, Diệu đừng có giận Hương nói vậy nha. Nhưng mà cũng đã đến lúc mà Diệu phải suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện làm đẹp rồi đó. Bởi vì hiện giờ cậu đang ở một vị trí khá quan trọng, lương lậu rất cao mà có nhiều cơ hội thăng tiến nữa. Vẻ đẹp của đàn bà chính là tài sản, là tài năng đó. Huyền Diệu, có bao giờ bạn thử nghĩ xem một ngày nào đó anh chàng trong mộng của bạn thấy bạn xinh hơn, đẹp hơn, khác hẳn ngày thường? Thế nào Huyền Diệu, phẫu thuật thẩm mỹ hay là làm tiếp để lấy cái bằng tiến sĩ? Cô Huyền Diệu, cô làm cái gì ở trong này vậy hả? Cô định rời văn phòng của tổng giám đốc vào đây đấy phải không? Em về văn phòng đấy. Này, tôi không phải ngồi ở ngoài đó để trả lời điện thoại cho cô đâu đấy. Cô Kiều Anh vừa mới điện thoại tìm anh An Đông và cô. Chết rồi. Thế cô ấy có nhắn gì không? Không có nhắn nhen gì hết.
chỉ điện thoại để hỏi ngăn đông thôi. Còn các cô, đã tư vấn thời trang cho bà béo xong chưa? Hơi khó làm đẹp đấy. Thôi, em về văn phòng đây. Anh ăn đâu mà biết em bỏ lỡ cuộc điện thoại này, là anh ấy giết em mất. Chị Thanh, chị thấy chưa? Chị còn chần chờ gì nữa mà không quyết định đi. Chừng nào chị mới ra tay trừng trị con quỷ đó. Bây giờ tôi quyết định. Sao? Tôi đi phẫu thuật. Ừ. Trời, Mai Lan à. Sao thế? Mình bực mình quá. Vừa mới vào trong toilet để mà khiển trách cô Huyền Diệu về cái việc cô ta chuyên môn tụm năm tụm ba ở trong đó nhiều chuyện. Và mình thì phải ở ngoài này để chụp điện thoại cho cô ấy. Lại còn thế nữa cơ. Đúng rồi. Mà Kiều Anh mới về điện thoại cho anh Đông đấy. Kiều Anh á? Không biết là cô ta có chuyện gì nhưng không muốn nói với mình. Chỉ cứ nằng nặc là muốn nói chuyện với anh Đông. Không quanh anh Đông thì lại đòi nói chuyện với Hoa hậu Hàn Vũ. Hoa hậu Hàn Vũ nào? Còn ngay vào đây nữa, chị con bé Huyền Diệu, trợ lý cưng của anh An Đông đấy. Nếu như cậu muốn biết á, thì đi mà hỏi cô ta. Thế còn anh An Đông thì ở đâu? Theo như mình biết, thì hoàng tử của cậu á, đang ở văn phòng của cô Cẩm Linh. Thôi, mình đi đây. Mai Trang ơi, bây giờ em gọi điện thoại liền cho anh Phan Đình An nha. Gọi liền bây giờ đi, chắc là anh đang có mặt ở nhà đó. Cảm ơn em. Sao hai đối tượng này lại có mặt ở đây? Dạ, em đã nói là chị không thể tiếp khách, nhưng hai anh này cứ lì ra ngồi đợi ở ngoài đó. Nếu vậy thì bây giờ em hãy gọi ngay cho bảo vệ tống cổ hai gã điên này ra ngoài cho chị. Quay. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Dần hơn chi em nét mi đượm buồn, dần hơn chi em chút thêm muộn phiền. Dần... Thôi, đây không phải là phòng karaoke. Và tôi cũng đã thề với lòng là sẽ không bao giờ nói chuyện với hai anh bất kỳ một lần nào nữa. Thôi mà đừng có nhắc nữa mà, tụi anh biết rồi. Nhưng mà anh hứa với em luôn á, lần này nó khác hoàn toàn với lần trước, không bao giờ xảy ra chuyện đó nữa đâu. Nhưng tôi không thể quên được vì ai mà tôi hết mất hết danh dự, uy tín và cả niềm tin của tôi đối với khách hàng. Tôi cũng không quên lý do tại sao bây giờ mỗi lần tôi gọi điện thoại cho Alan, anh ấy không thèm nghe máy của tôi. Đi tới đâu người ta cũng bàn tán xì xào sau lưng tôi là tôi đã gặp phải tai nạn nghề nghiệp khi hợp tác với công ty anh. Như vậy là quá đủ rồi, không có gì để nói với nhau nữa. Nói gì đi mày? 1, 2, 3 chúng tôi cần cầu. Thôi, đừng giận tụi anh nữa. Nhưng mà anh hứa với em luôn á, lần này hoàn toàn khác. Nhưng tôi không thể nào tin lời hai anh được nữa. Và tôi cũng sẽ không bao giờ vì hai anh mà phải phát điên lên một lần nào nữa đâu. Tha cho tôi đi. Mạnh, tôi rất cần cô này. Mà tôi năn nỉ nãy giờ rồi, hình như không có động lòng chút nào hết. Anh có cách nào khác không? Yên tâm, tôi đã có phương án phòng bị. Đây, hy vọng với bông hồng này sẽ làm cho cô ấy cảm động hơn. Manh mang cho Linh một bông hồng, hồng thơm hay môi Linh thơm. Manh mang cho Linh là mạnh mang cho Linh đó. Nhận là tụi anh vui. Cảm ơn anh. Tôi nói ngay mà. Cá tính hơi mạnh. Phương án 3. Hơi mạnh. Phương án 3. Rồi, tôi hy vọng với một lời cầu hôn sẽ làm cho cô ta thay đổi thái độ. Gì? Hai lần ly hôn mà cầu hôn cái gì nữa. Em xin lỗi. Thôi không giỡn nữa, lấy mẫu giải đi. Cẩm Linh à, đây là 100% cốt tông đó, không hề có sự gian dối nào đây cả. Em coi qua một lần thì biết, hoàn toàn do Hùng Long tự tay chọn đấy. Trên cá tuyệt vời. Tụi anh sẽ tổ chức một lễ ra mắt thật chu đáo, hoành tráng. Rất cần có người đại diện và hình ảnh tốt cho công chúng. Chỉ mình em thôi. Duy nhất. Duy nhất. Tụi anh sẽ làm bất cứ yêu cầu nào của em, kể cả việc lên cung trăng, phải không anh? Đúng, như chinh phục các vị tinh tú ấy. Thôi đủ rồi, hai anh nhiều trò quá. Nhưng em nói trước, nếu như lần này em có hợp tác với hai anh thì em sẽ chỉ bàn bạc với Hùng Long và Mai Lan thôi. Hai anh sẽ không dính líu gì tới. Còn một việc nữa, anh Mạnh nè, yêu cầu anh từ đây trở đi đừng bao giờ nói chuyện yêu đương tình cảm gì với em nữa. Bởi vì anh nên nhớ,
anh sẽ là người đàn ông cuối cùng ở trên thế giới này có quyền tán tỉnh em. Anh cảm ơn ân huệ của em. Dạ em nói trước, em tỉnh ra rồi, em sẽ không giống như những cô gái khác đâu. Em sẽ không bao giờ quỳ rạp dưới chân anh để rồi bị anh rũ bỏ một cách không thương tiếc. Không, anh không rũ bỏ. Em có vinh dự được nghe chuyện của anh Mạnh. Nghe nói là anh ấy sắp có con rồi thì phải. Không biết là người đẹp nào Diễm Phúc làm mẹ của con anh đang có bầu mấy tháng rồi nhỉ? Em nói có gì sai à? Hình như anh ấy đang bị sốc. Anh ấy không thể nào chịu đựng được hai chữ có bầu. Ôi, ôi, chết chết. Để cho nó đi nước đi, bất tỉnh rồi kìa. Đừng có giỡn với em nữa. Thôi được rồi, gặp lại hai người sau. Bà Thanh á, bà phải nói cho chồng bà biết là bà định dùng cái số tiền này nè để làm cái chuyện gì, nghe chưa? Tôi biết rồi, tôi đợi ổng đi công tác về rồi tôi nói. Thanh đi Thanh, chị hy vọng rằng sau khi em sửa sắc đẹp á thì gia đình em vẫn vui vẻ hạnh phúc. Và chị cũng mong rằng em gặp một bác sĩ giỏi để cho mọi chuyện xảy ra một cách an toàn suôn sẻ, để chồng em với hai đứa con em á khỏi phải chịu đựng cái cảnh là mồ côi đơn chiếc. Trời ơi, chị này thiệt á. Không mà bà Tâm nói đúng á, bà nên tham khảo tìm hiểu kỹ mấy cái thẩm mỹ viện nha. Chứ không thôi á là rơi vô tay một tên bác sĩ lang băm chuyên mổ thịt heo, còn nếu không á là bác sĩ ăn hối lộ của nhà tang lễ. Có đó, chuyện nó có. Mấy chị nói gì thấy ghê vậy. Bác sĩ mà em giới thiệu cho chị Thanh á là bác sĩ rất giỏi, rất có uy tín, và bệnh viện ông đang làm á là bệnh viện hàng đầu, không có được nói vớ vẩn như vậy. Nói nhưng cũng phải cẩn thận chứ, coi chừng á đi ra khỏi bệnh viện mà nằm trên cán hoặc là chống nạn là thấy mồ luôn á trời. Tôi nói thiệt chứ bộ, chuyện đời mà sao nói trước được bà. Cái chị ơi, khiếp, nói gì mà nói quá thế. Em là em ủng hộ chị Thanh. Đúng rồi, mấy người yên tâm đi, trước khi làm á thì tôi phải hỏi bác sĩ đàng hoàng, chứ tự nhiên á bỏ tiền ra tốn tiền mà gặp chuyện rủi ro nữa đâu có được. Mấy chị yên tâm đi, đối với bà Thanh á chuyện gì cũng nhỏ như con thỏ hết trơn á, không có cái chuyện tiền mất tật mang đâu mà lo, đúng cũng không? Mong như vậy đó. Làm gì tụ tập ở đây vậy? Chị Thanh, chị đang hạ đường huyết hả? Hả? Bộ mấy cô bỏ đói chị hả? Đi làm việc đi. Vâng ạ. Diệu ơi, có tin gì không em? Vâng ạ, có chị Kiều Anh gọi điện tới anh ạ. Sao rồi? Chị ấy đã đồng ý với bản hợp đồng của chúng ta anh ạ. Thật không? Thật ạ, chị ấy hẹn hôm nay đến, đúng 4 giờ chiều nay, chắc chị đang trên đường tới ạ. Trời ơi, hay quá. Đồng ý có nghĩa là chúng ta có nguyên vật liệu để sản xuất, có nghĩa là kế hoạch chúng ta sắp thành hiện thực. Hôm nay là một ngày rất may mắn, cuối cùng thì nó cũng tới. Đi đi, anh Lại em, anh Giang em, mà anh Sinh em mà, đi xem phim đi. Anh hứa với em là không bao giờ anh lớn tiếng với em đâu, thiệt nha. Xin chào, chúng tôi có hẹn với tổng giám đốc An Đông. Thế chị là ai ạ? Kìa, tự nhiên em hỏi khách kiểu gì kỳ vậy? Em có biết đây là người mẫu nổi tiếng Kiều Anh hay không? Dạ, xin lỗi quý vị, vì sự khiếm nhã vô ý của nhân viên chúng tôi. Dạ, mời quý vị đi lối này. Dạ, cảm ơn anh. Còn cô, nhấc điện thoại lên, gọi với tổng giám đốc, nói là có người mẫu Kiều Anh tới gặp. Dạ, mời quý vị. Anh xin lỗi em. Huyền Diệu à, cậu báo cho tổng giám đốc là có chị Kiều Anh bên công ty Macrotech đang tới gặp nhé. Dạ mời quý vị đi tối này ạ. À, cô Phương Trinh này, phiền cô một chút nhé. Đây là người mẫu Kiều Anh, còn đây là giám đốc Marotech. Hai người này muốn gặp tổng giám đốc, phiền cô dẫn tới phòng họp của tôi. Ok, chào anh chị. Anh chị có hẹn với tổng giám đốc của tôi ạ? Dạ vâng ạ. Xin lỗi anh chị chờ cho một chút ạ. Dạ. Xin anh chị thông cảm cho sự chậm chạp của nhân viên tôi, cô ấy đang khó ở. Bây giờ tôi có việc phải đi, anh chị chờ ở đây một chút nhé. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Xin mời anh chị ngồi. Rồi, cảm ơn. Ê, người mẫu đó,
mà sau đó giờ không có thấy vô công ty của mình. Bà Thanh, bà nhìn kỹ cô người mẫu đó đi. Mai mốt á nghe, bà mà bước ra từ trước cửa phòng của bác sĩ thẩm mỹ á, bà cũng đẹp không thua về cô ta đâu. Tôi cũng hy vọng là vậy đó. Nếu mà tôi biết chắc chắn là sẽ được đẹp giống như vậy á, tôi dám như thế chấp nhà để đi làm thẩm mỹ luôn á. Thưa anh Đông, Kiều Anh vừa mới tới ạ. Cô ấy tới rồi hả? Vâng. Cô mời cô ấy vào phòng họp giúp tôi nhé. Cô nói gì? Mời cô Kiều Anh sang phòng họp. Không nghe. Dạ nghe. Cưới cổ đi, để giải thoát mọi người. Làm dễ lắm ý. Mời anh chị vào phòng họp. Anh xin Tùng. Trời ơi, cô làm tôi hết hồn hết vía. Chuyện gì vậy? Dạ em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Dạ chuyện riêng của em á. Thôi thôi thôi, quên đi, có chuyện riêng thì quên đi. Không? Anh xin Tùng. Cái gì? Anh nghe em nói đi. Trời ơi. Anh đi chậm chậm thôi. Anh. Tôi không có giải quyết chuyện riêng, tôi giải quyết chuyện chung. Nói một câu thôi. Cô hiểu tôi đi. Xin chào. Anh rất vui được gặp em. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Xin chào Kiều Anh. Chào anh. Mời ngồi. Anh Mạnh à, em không quen với hình ảnh mà bên cạnh anh Đông lại không có anh. Mà hình như lâu lắm rồi mình không gặp nhau phải không? Anh Đông à, Kiều Anh vẫn đẹp như ngày nào. Anh rất mừng vì em đã không quên anh. Anh Mạnh. Anh Mạnh, anh ổn chứ? À, anh không sao. Hình như tôi nghe tiếng loại là lạ anh Đông ơi. Tôi đâu có nghe thấy gì đâu. Thật chứ? Choáng hả? À, không sao. Chúng ta bắt đầu nhé. Chúng tôi đã nghiên cứu về các đề nghị của công ty các anh và đã đồng ý những cái thỏa thuận đó. Ngày hôm nay anh Bình Sơn là giám đốc kinh doanh của Microtex sẽ đem hợp đồng đến đây thì để cho công ty các anh nghiên cứu các điều khoản trong hợp đồng. Nếu như mà chúng ta thỏa thuận tất cả thì công việc có thể được tiến hành luôn. Ok. Nguyễn Diệu, em coi lại giúp anh. Chắc tôi phải dùng keo con voi để dán dính chặt cô vào cái ghế thư ký quá. Cô nghĩ thì sao mà cứ nặng nặc xin nghỉ, trong khi công ty đang bề bộn biết bao nhiêu công việc. Dạ, em đi phẫu thuật sếp à. Cô bệnh hả? Dạ không, em muốn xin phép để có thời gian em làm phẫu thuật thẩm mỹ đó sếp. Phẫu thuật? Cô đi chỉnh hình hả? Dạ không, phẫu thuật mà giảm cân á sếp. À, cô giảm béo gì phải không? Dạ. Tôi nghĩ là cô cũng không đến nỗi phải làm chuyện đó đâu. Nhìn cô thì hơi đi vì nhiêu một chút, nhưng cũng ngon lắm. Tôi nói chân thành mà. Thôi không nên đi phẫu thuật đâu. Tôi nghĩ là cô nên nhịn mồm nhịn miệng chút, đừng động dao động kéo làm gì. Với lại tôi không thể cho cô nghỉ việc khi cô làm một cái việc mà không đáng như vậy đâu. Sếp à, chuyện này quan trọng với tôi lắm sếp à. Quan trọng lắm mà. Dạ. Vậy thì đợi đến khi nào công việc đỡ bề bộn đi, hay là công ty nghỉ mát gì đó, lúc đó cô muốn làm gì làm hả? Không được đâu sếp, hay là sếp cho tôi nghỉ đi, tôi không ăn lương cũng được nữa. Nó ngon dữ vậy hả? Dễ nghe quá hả? Công việc đang bề bộn như vậy, rồi ai giúp việc cho tôi? Tôi làm sao mà có thể hoàn thành tất cả cả những công việc như thế này? Hả? Nè, hay là vậy đi, tôi sẽ kiếm người thay thế cô nha. À, tôi sẽ đề nghị điều cô Thùy Trang gì đó qua đây giúp việc cho tôi. Gì? Thếp nói con nhỏ Thùy Trang đó hả? Ừ. Con nhỏ đó không có được đâu sếp. Con nhỏ mà cao cao bận cái riếp ngắn củn đó hả? Trời, tiếng Anh nó tồi tệ lắm. Vậy chứ bây giờ biết làm sao bây giờ? Thì tôi cho phép cô nghỉ đó. Cô bàn giao công việc cho cô Thùy Trang đó đi, rồi nghỉ ngay bây giờ cũng được. Thôi mà sếp, sếp từ từ tính đi mà. Cái gì tính nữa, tôi cho phép cô nghỉ rồi đó. Con nhỏ đó tánh tình nó kỳ cục lắm. Với lại sếp cẩn thận tiền nong đó nha. Sếp thì tánh tình bừa bộn lắm. Em rành sếp quá mà. Ừ, cũng có lý á. Vậy thì đổi cô khác đi. Tôi nhớ rồi. Cái cô gì bên tổ điều phối sản xuất á. À, con nhỏ mà có một rùa ngay mép hả sếp? À đúng rồi. Cái cô mà cái eo thon thon mà dễ thương á. Con Hoàng Oanh á. Đúng rồi. Nó là bên tổ sản xuất mà đúng chị rồi. Mai Lan không có cho nó đi đâu. Vậy thì bây giờ
Không có người thay thế cô Điền Sảo được. Sếp, sếp, em có ý kiến nha. Cái gì? Hay là cô Sang và cô Sâm đi sếp. Trong hai đó sếp chọn một đi. Ổn rồi đó sếp. Tôi nói thiệt với cô Thanh nha, cô định đi giảm cân bao nhiêu cân? Để chừng mấy cân là đẹp à. Thôi được rồi, tôi cũng mong là cuộc giải phẫu này thành công tốt đẹp. Dạ, cảm ơn sếp. Hẹn gặp lại sếp. Ừ, cũng mong gặp lại cô thân hình thon thả ha. Alo, tôi nghe. Ủa, Du hả? Trời ơi, may quá gặp cậu. Nè, tôi hỏi cậu một câu này nha. Nếu một người nào đó mà phải mang trên người gần một tạ vừa thịt vừa mỡ trong vòng 24 giờ một ngày thì sẽ như thế nào? Không, tôi nói chân thành á. Cậu nói tôi nghe coi. Dễ nặng lắm mà. Hèn gì đi xin hút mỡ. Ừ, không hơn cậu. Ừ, hôm nay tôi cũng điên lắm rồi. Sâm, sao? Ông cho bà nghỉ không? Đương nhiên là cho rồi. Nhưng mà ông kêu con Thùy Trang hoặc là con Hoàng Oanh á thay thế cái vị trí của tôi đó. Rồi bà tính làm sao? Tôi đâu có ngu. Tôi nói lão hả, đừng có mơ. Sang Sang, chị nói nghe nè. Anh xin tùng cho chị nghỉ phép, nhưng mà chị muốn á, em thay thế cái vị trí của chị có được không? Trời sao mệt quá vậy? Giúp chị đi. Thôi giúp bà đi. Thôi được rồi, vì cái sự nghiệp vĩ đại của chị em sẵn sàng hy sinh cho chị á. Ủa nhưng mà khoan, chị định vẫn giấu chồng chị cái chuyện chị đi phẫu thuật hả? Không có sao hết trơn á, chị hỏi bác sĩ rồi, sáng làm thì trưa đi về, nhưng mà chị vẫn gọi điện thoại nói chuyện được với ổng mà. Thôi được rồi, vậy thì em yên tâm, em vô nói chuyện với Sinh Tùng cho chị. Đi đi. À Phương Chi, cậu có thấy anh Đông đâu không? Anh ấy hả, đang trong phòng họp với con bé Kiều Anh đấy. Mai Lan, Mai Lan, tôi vừa ở xưởng sản xuất ra, hầu như tất cả công nhân ở dưới đang ngồi chơi xe nước vì không có nguyên liệu để làm. Thế ở công ty mình có biết bao giờ khi nào thì bộ sưu tập mới được thực hiện không? Bây giờ em cũng đang đi gặp anh An Đông để hỏi về chuyện đó đây. Nhưng anh biết không, bây giờ anh ấy đang bận họp với cô Kiều Anh. Anh ấy đang bị diễn trò. Coi như là chúng ta vừa ký xong một hợp đồng mà có lợi cho cả đôi bên. Cảm ơn anh nhiều lắm. Như là chúng ta sẽ bắt đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp. À, Kiều Anh nè, với hai người đàn ông chúng tôi thì rất là đơn giản. Chúng tôi cũng mới vừa bắt tay nhau rất là chặt chẽ, phải không ạ? Nhưng mà đối với chúng ta thì sao? Anh phải làm gì? Ôm hôn thắm thiết nhé. À, anh Đông với Kiều Anh đang diễn trò mà. À, công ty họ không quen như vậy. À, Mai Lan, em nhớ Kiều Anh không? Nhớ. À, chào Kiều Anh, chị khỏe không? Chào Mai Lan, mình vẫn bình thường. Đang bị đau tim hả? Bệnh ghen đấy. Ôi, cuộc sống của tôi, vẻ đẹp của tôi. Anh Hùng Long trông anh phong độ quá. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như Kiều Anh. Có cách nào, bí quyết nào mà giữ được vẻ đẹp như thế này? Anh Đông, anh Đông, tôi thấy anh đang bị hút hồn bởi vì Kiều Anh nhé. À, em thấy là cũng không hay khi tự ý đến phòng anh như thế này, nhưng mà việc sản xuất thì đang bị đình trệ đấy. Không, em tới rất là kịp lúc. Bọn anh mới vừa ký xong hợp đồng. Giới thiệu với em, đây là anh Sơn, giám đốc của Microtech. Cũng chính vì anh Sơn mà chúng ta mới ký hợp đồng nhanh chóng như vậy. Từ bây giờ anh là nhà cung cấp cho chúng ta, anh rất là vui. Và như vậy là công ty của chúng ta bắt đầu có tin vui rồi đúng không? Chúng ta sẽ có vải chất lượng tốt này, rồi có những nhà cung ứng rất là đáng tin cậy đúng không ạ? Như vậy là chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau ở đây, có đúng không Kiều Anh? Đúng thế ạ. Thế không phải là vui hay sao hả? Vâng, là một tin rất vui. À, Kiều Anh này, thế khi nào thì chúng tôi sẽ nhận được hàng nhỉ? À, bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ giao hàng cho công ty các vị. Có lẽ là không làm phiền các vị lâu nữa, chúng tôi xin phép về trước. Nếu như mà có điều gì trục trặc thì cứ liên lạc với chúng tôi. Chào Huyền Diệu. Chào anh, rất mong gặp lại em. Chào anh. Chào Kiều Anh. Chào Mai Lan. Chúc anh một ngày tốt lành. Cảm ơn. Chúng ta sẽ gặp nhau hàng huyên sau nhé. À, cảm ơn. À, này, anh Tường. Này, 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 cô đi đâu đấy? Ít ra cô cũng phải sang phòng thiết kế của tôi để chứng kiến một cái váy rất là đặc biệt mà tôi đã mất cả tuần lễ tôi thiết kế nó. Tôi sẽ cho đây là một cú sốc, một cú nổ vang trời về thiết kế làng thời trang thiết kế, chúng tôi phải chứng kiến cái vụ này.
Thế thế thì đi thôi. Đi thôi. Nè anh Hùng Long à, đừng có tra tấn khách quý của chúng tôi nha. Tra tấn là tra tấn thế nào? Anh vẫn biết rằng là tôi chẳng làm gì được. Hơn nữa đây chẳng phải là khẩu vị của tôi. Nha. Đi nha. Đi. Sao anh không ôm hôn chào từ biệt cô ta? Ủa tại sao vậy? Tại sao? Hồi nãy em và anh thấy anh ôm cô ta thắm thiết tình tứ lắm mà. Em, tụi anh mới vừa ký xong hợp đồng, đó là nghi thức chào hỏi xã giao thôi, bình thường thì có gì đâu. Em nghĩ lúc nào anh cũng làm chuyện bậy bạ hay sao vậy? Nè em thấy đó, giám đốc của người ta ngồi đây, anh Mạnh ngồi đây, Quyền Diệu ngồi đây, anh làm gì? Với giám đốc Macrotech thì em còn có thể tin được, chứ hai người giám sát của anh ở bên cạnh thì làm sao mà em tin họ được. Bây giờ mà có các cô gái xinh đẹp ngồi vây quanh anh có giở trò gì họ cũng chả thèm quan tâm. Em ghen bóng ghen gió, anh với Kiều Anh gặp nhau mới có mấy lần. Tụi anh chỉ vì công việc thôi. Công việc? Công việc? Với Kiều Anh thì được, em có thể cho là công việc, chứ còn với anh thì... Rồi, ghen phí thì bà. Anh bôi cái gì lên người thế? Anh xức cái gì lên người thế? Ủa hôm nay có vấn đề hả? Anh ngày nào cũng thơm vậy? Nước hoa thơm ha. Thôi chúng ta mới vừa ký xong hợp đồng, chắc nghỉ ngơi ít bữa đi, tôi cũng mệt mỏi quá. Anh ông à, tôi hỏi anh câu này nhé. Nếu mà chẳng may Vinamod mà kiện SBBT thì phải làm sao? Nếu các điều khoản mà hợp lệ thì Vinamod sẽ là một cổ đông của SBBT. Tôi cứ nghĩ điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là một lời nói suông. Anh nghĩ là chúng ta chỉ nói suông thôi à? Trong thời buổi hiện nay thì không có ngân hàng nào có thể cho chúng ta dây được. Em có kế hoạch khác phải không Diệu? Tại vì chúng ta cần tiền để trả lương nè, mua nguyên vật liệu, rồi các chi phí sản xuất khác nữa. Vâng, em nghĩ là với danh nghĩa của Vinamod thì chúng ta có thể vay được. Nhưng Vinamod phải trình quyền thừa kế SPBT, làm giấy thế chấp cho ngân hàng đấy anh ạ. Vậy thì em hãy làm đi, nhanh lên. Vâng ạ. Chào cô Quyền Diệu. Tôi rất vui khi được gặp cô. Chào anh, em cũng vậy ạ. Mời cô ngồi. Công việc của anh hiện nay như thế nào rồi ạ? Cũng tạm ổn. Tôi rất mừng cho công ty của cô. Cô đã quản lý và sử dụng xoay đồng vốn rất tốt. Cả anh Ninh Lâm cũng vậy. Anh ấy khá thông minh và có năng lực đó. Tôi xin chúc mừng cho hai người. Đó là một điển hình về một công ty nhỏ nhưng mà phát triển nhanh và vững chắc nhờ sự điều hành tốt. Cảm ơn anh đã có lời khen ạ. Hôm nay em đến đây cũng vì việc này đấy ạ. Vậy có việc gì xin cô cứ trình bày. Vâng, như anh biết em làm việc ở công ty SBBT. Vấn đề hiện nay là công ty SBBT gặp khó khăn trong việc thanh toán bằng tiền mặt. Mà chúng em thì phải trả lương và sắp tới có bộ sưu tập mới. Mà nguyên liệu đầu vào đã ngốn gần hết khả năng tín dụng của tụi em rồi ạ. Và công ty SBBT đang cần dây tiền của ngân hàng này đúng không? Vậy thì chúng ta phải xem công ty SBBT đã hợp tác với các ngân hàng khác như thế nào đó. Không ạ, khoản vay đó là cho công ty của em ạ, Vinamod ạ. Đó là cách nhanh và dễ nhất để giúp SBBT đấy ạ. Hơn nữa, anh cũng biết cách quản lý của tụi em và lượng vốn trung bình mà công ty tụi em hoạt động rồi đó. Vậy thì số tiền mà cần dây là khoảng bao nhiêu? 20 tỷ đồng ạ. 20 tỷ? Cô Quyền Diệu, cô có biết là con số đó đã quá khả năng chi trả của công ty Vinamod không? Vâng, thưa em biết ạ. Đó là một số tiền rất lớn. Nhưng Tổng Giám đốc An Đông đã đưa cho em giấy bảo đảm này ạ. Chỉ có văn tự dây nợ trắng và giấy cam kết thôi à? Vâng, Tổng Giám đốc chỉ đưa em giấy này để bảo đảm thanh toán thôi ạ. Cô Quyền Diệu, có đúng là như vậy không? Nếu ông An Đông chỉ đưa cho cô văn tự dây nợ trắng và giấy cam kết để bảo đảm việc thanh toán thì tôi nghĩ là ông ta đã quá tin tưởng cô rồi đó. Vâng, đúng vậy anh ạ. Và anh thấy việc này rất là nghiêm túc và hậu thuẫn của em rất chắc chắn ạ. Cô Quyền Diệu à, đây không phải là khoản đầu tiên mà công ty Vinamod đã cho SBBT dây đúng không? Vâng, đúng ạ. Đây là khoản vay thứ ba. Vì vậy anh thấy giấy ghi nợ để trống đấy ạ. Anh Minh à, thế nào ạ? Công ty của em có thể vay 20 tỷ chứ? Cảm ơn anh ạ.
Sao rồi em? Có vay được tiền không? Được chứ ạ. Nghĩa là mọi việc đang tiến triển tốt đẹp. Vâng, chúng ta sẽ có tiền trả lương và có một số vốn dự trữ. Nhưng mà em nói trước với anh là số nợ của công ty sẽ tăng lên đáng kể khi cộng dồn 20 tỷ nữa đó. Không sao đâu. Điều quan trọng là trong lúc này nếu cần thiết em có thể trưng dụng công ty. Cảm ơn em nhiều lắm. Không có gì đâu anh ạ. Chết tôi rồi. Trời ơi. Này, cậu có làm sao không hả? Có làm sao không? Cậu hãy nhìn một đống hóa đơn cần phải thanh toán gấp đi. Mình chết tới nơi rồi Mai Lan ạ. Khiếp quá, thế mà cứ hét toán lên làm tới cái đồ là cậu bị động thai hay bị làm sao chứ? Thà động thai thì còn đỡ. Cậu không biết đâu. Cứ giống như là mình phải săn và nuôi cả chục đứa trẻ vậy đó. Cứ như thế này, không biết làm sao mình có thể săn được đứa bé và nuôi nó. Trời ơi, khổ thân tôi chưa. Mai Lan ạ, mà điều kiện bây giờ thì hoàn toàn không hề cho phép. Chắc có lẽ là mình phải bán cả cái xe tay ga để trang trải mất thôi. Mà tôi thấy cũng nên như thế thật đấy. Chứ tôi thấy cậu không thể sống ngơ ngác như thế này trong khi cả một chiếc xe máy tay ga đắt tiền thì đậu trên nền ngoài kia đúng không? Nhưng mà cái xe đó là xe trả góp Mai Lan ạ. Vẫn còn đến 8 tháng nữa luôn. Nhưng mà cậu nói đúng. Chắc có lẽ là của mình cũng phải bán nó đi để trang trải mất thôi. Nhưng rồi mấy tháng nữa thì sao? Mình sẽ vác cái bụng chửa to tướng để mà đi xe đạp đi làm à. Mỗi ngày mà đều đẹp xe như vậy rồi sẽ động thai, rồi gặp tai nạn. Làm sao bây giờ em Mai Lan, mình chết mất. Ôi, này, có sao không? Đau, đau quá. Đi tới đi vào trong kia để tới xem thế nào nào. Mình sao thế này? Đau bụng quá Mai Lan. Từ, được rồi. Rồi. Này, đây rất lương tâm hả? Một cô vợ với một người thừa kế trong tương lai. Tôi đang đau hết cả đầu nè. Vâng, thưa anh, chúng tôi chậm trả tiền ạ. Nhưng anh cũng hiểu cho là chúng tôi đang điều chỉnh lại thủ tục thanh toán. Vâng, có việc này định nói anh, đáng lẽ không công bố bây giờ đâu. Nhưng vì ngân hàng của anh là một ngân hàng quan trọng và uy tín với công ty chúng tôi, hiện SBBT đang có một kế hoạch kiện toàn ạ, mở rộng sản xuất và tăng tốc độ kinh doanh ạ. Có lẽ vì thế nên chúng tôi sẽ thay đổi về tổ chức và nhân sự một chút anh ạ. Thì anh biết là từ trước đến nay SBBT là một đại gia trong kinh doanh mà anh, thì sắp tới nó sẽ có tầm cao hơn anh ạ. Vâng, khi nào giám đốc An Đông tới thì tôi sẽ nói điện thoại cho anh gặp ngay ạ. Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Anh An Đông ạ, các nhà cung cấp và các ngân hàng dọa sẽ kiện chúng ta đấy ạ. Liệu trụ được bao lâu? Em cũng đang tìm hiểu ở bên sở kế hoạch đầu tư. Ngày mai là thông báo về Vinamode có quyền hạn với SBBT rồi đấy anh ạ. Chừng nào thì đến hạn của SBBT phải đưa cho Vinamode? Hôm qua đã đến hạn rồi ạ. Được rồi, em làm thủ tục kiện SBBT đi. Anh tìm luật sư chưa? Tìm được rồi. Diệu à? Vâng. Hãy gọi cho người này, nói là của Thanh Sơn giới thiệu. Ai vậy? Tôi chỉ muốn người không có tên tuổi nào hết. Họ không có bất kỳ một mối liên hệ nào. Để trong quá trình trưng thu SBBT không ai được biết hết. Tôi hiểu. Khi gặp anh sẽ biết lý do tại sao tôi giới thiệu người này. Diệu, đi gọi cho người này đi. Vâng ạ. Thôi đã 4 giờ rồi. Chúng ta sẽ họp để ra mắt bộ sưu tập mới. Gặp nhau trong 10 phút nữa. Thôi cậu đừng có phiền não nhiều quá. Cứ như thế này coi chừng ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng đấy. Dù sao thì nó cũng đã khổ rồi. Mới bé tí bằng hạt đậu mà đã bị bố nó từ bỏ. Cậu có thấy không? Mình chỉ vừa mới nhận được một đống hóa đơn về thanh toán. Nó đã biết và nó đã phản ứng. Mới tính toán số tiền phải trả, nó cũng biết. Rồi vừa mới nghĩ và tưởng tượng ra cái số phận của hai mẹ con tồi tệ như thế nào trong tương lai, nó cũng biết. Trời ơi, làm sao mình có thể giấu nó mọi thứ cơ chứ? Thôi Phương Trinh, tớ bảo mọi chuyện đâu đến nỗi tuyệt vọng như vậy đâu.
Em lại. Hả? Chào em. Chuẩn bị tinh thần cho cuộc họp chưa? Thì mấy cái anh chuẩn bị xong hết rồi. Thôi, anh đi chuẩn bị đi. Ô, xin chào anh Mạnh, khỏe không? Chào người đẹp, gặp em anh khỏe. Lúc nào cũng như vậy cả. Thôi, em vào phòng họp đi, chút xíu chúng ta gặp nhau. Vậy đi ha. Xin chào Mai Lan, chào Phương Trinh. Ôi, Cẩm Linh. Trời ơi, Mai Lan, sao lúc nào bầu cũng xinh đẹp như vậy hả? Cậu cũng còn hơn tới chứ. Còn Phương Trinh làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Cô ấy đang có bầu 2 tháng, đang mệt mỏi, tội nghiệp. Cái thai nó đang giết chết mình đây. Phương Trinh nè, nhưng mà nhìn giống như là bộ đang đau khổ chứ không phải là đang có thai thì phải. Mình xin lỗi, giữ gìn sức khỏe nha. Thôi có gì tụi mình nói chuyện sau ha. Vô phòng họp chứ. Mày khoan khoan, về phòng tớ tôi chuẩn bị một số thứ đã. Đi. Mai Lan nè, sao mình nhìn Phương Trinh không có giống người đang có thai thì phải? Hay là nhầm lẫn gì không? Không, chuyện này tớ biết rõ mà. Mà khổ cái là tác giả của báo thai không thèm nhận. Tác giả? Ai vậy? Tớ chả muốn nói, tớ mà nói ra cậu sẽ mất tự nhiên khi tiếp xúc ấy. Nếu vậy thì thôi, mình cũng không cần phải biết. Thế thì tốt hơn. Phương Trinh à, em sao rồi? Em khỏe, em rất khỏe. Phương Trinh, em giữ lại số tiền này đi. Anh Mạnh à, em không có xin tiền của anh. Em không xin anh bất cứ thứ gì cả. Anh hãy cầm lấy đi. Và đừng có xúc phạm em. Phương Trinh à, anh thề là có trời đất, anh không có ý xúc phạm em. Anh làm như vậy là muốn giúp em và vì đứa trẻ. Anh Mạnh, mẹ con em không có cần tiền. Anh nghĩ với một chút tiền này thì lương tâm của anh sẽ trong sạch và anh có thể vũ bỏ mọi trách nhiệm mà. Mẹ con em không cần tiền đâu. Mẹ con em cần anh. Anh có hiểu không? Phương Trinh à, anh xin em đấy. Em hãy cầm lấy số tiền này đi. Em muốn làm gì tùy em. Mua sắm cũng được, trang trải nợ nần cũng được, em cất đi cũng được, hay em đốt đi cũng được, tùy em. Nhận giùm anh đi. Thôi mày đi họp đi. Đẹp lắm, dáng đi rất đẹp, rất uyển chuyển. Các em xứng đáng được chiêm ngưỡng. Có điều là phải cười tươi lên. Nụ cười giúp các em được tôn trọng, rõ chưa? Hùng Long, Hùng Long, Hùng Long, Hùng Long. Sao cậu ở đây? Chuyện gì thế, cháy nhà? Anh quên có buổi họp hả? Mọi người đang chờ anh trong phòng họp á. Bàn về bộ sưu tập mới nè. À đúng rồi, bàn về bộ sưu tập tôi đi họp ngay. Nè các em ơi, cứ chủ động tập đi nhá. Nếu mà con cảm thấy đủ tỉnh táo, đó chưa? Tôi phải đi họp ngay bây giờ. Anh Long. Có chuyện gì thế? Em muốn nói với anh một việc. Cô muốn cái gì? Anh cho em được trình diễn trong buổi lễ ra mắt được không? Cái gì? Trình diễn á? Cô quên mất một điều, cô là người mẫu số đo. Tức là chỉ để thử quần áo thôi. Hay tóm lại cô tức là người mẫu bên trong. Nhưng mà em từng trình diễn thời trang rồi. Diễn cái gì? Hả? Diễn ở đâu? Diễn ở đâu? Diễn nhà hàng xóm à? Hả? Hay là diễn ở bữa tiệc, hay là ngoài chợ, hay là trong khách sạn?
Cô nên nhớ rằng đây là một buổi trình diễn rất là quan trọng của tôi, dành cho những người chuyên nghiệp chứ không phải là cho cô. Chị Tâm ơi. Dạ. Lo tôi chăm sóc và quán xuyến toàn bộ buổi tập này rõ chưa? Dạ. Này cô kia, ngồi đây làm gì đấy hả? Hả? Em đang giải lao, có chút xíu à. Cái gì chút xíu đi hả? Cậy khỏe đi ai đấy hả? Cái gì mà chút xíu, ai chút xíu? Em xin nghỉ giải lao, nghỉ có chút xíu à. Muốn nghỉ giải lao chút xíu ấy, nghỉ hẳn luôn. Tập đi. Anh Long. Tập đi, tập đi, tập đi. Anh Long, anh không cho em trình diễn. Thấy chưa, tôi nói mà cô không chịu tin. Đời nào mà Hùng Long cho cô lên sàn trình diễn, cứ theo năn nỉ hoài, coi chừng cô là người bị đuổi việc đó. Mấy đứa tập đi, không có dở nghe, tập trung nghe. Mời vô. Ai có thể giúp tôi được chuyện này? Dạ, có chuyện gì anh xin Tùng. Nè, cô có thấy cô Thanh á, để những phần bổ sung của bản hợp đồng này ở đâu không? Dạ, em cũng không biết nữa, nhưng mà em sẽ đi tìm cho anh ngay. Tìm cho tôi liền. Dạ. Nè, tôi không thể đợi chờ lâu được đâu chứ. Nè, cô béo đó, chừng nào đi làm lại, hả? Dạ, ngày mai ạ. Dạ, nhưng mà chiều nay chị ấy sẽ tới đây. Thôi được rồi, nếu tới, kêu vô phòng gặp tôi gấp, rõ chưa? Dạ. Dạ. Đây, em nói bà Thanh chiều nay tới hả? Dạ, chị mới gọi điện thoại cho em nói là chiều nay chị sẽ tới đây để khoe cái kết quả phẫu thuật. Trời ơi, ê, vậy là phải gọi điện báo cho cả nhóm biết liền á. Đó, cái điện thoại của cái thằng cha mất nết của mấy đứa con tôi á, gọi tới để xin nợ tiền á. Alo, tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, tôi chán nghe cái giọng điệu của anh lắm rồi, anh hiểu chưa? Tôi rành anh quá mà. Dạ. Dạ, 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 xin lỗi ha. Dạ, tôi sẽ nói máy cho anh liền ạ. Anh Sinh Tùng ơi, anh có điện thoại ở đường Lai số 2 á. Dạ. Nè, nè. Tôi nhờ cô nói giùm với cái người đàn ông mà cô đã bứng ra khỏi nhà tôi á, ha, đừng có bày đặt dở mấy cái trò tiểu nhân đó ra với tôi. Tụ tưởng đâu là cúp điện thoại không nghe là tôi quên cái chuyện tháng này chưa trả tiền cho tôi á hả? Vừa phải thôi. Nếu mà còn im lặng như vậy á, coi chừng tôi sọc tới cái chuồng heo của mấy người thì đừng có trách. Chị Sâm mà, chị đừng có nói như vậy. Cái chuồng heo mà chị mới nói á, còn đẹp hơn căn hộ của chị đang ở nữa. Anh Vũ nói với em vậy đó. Được. Nhưng mà tôi không quan tâm tới căn hộ của cô đẹp hay xấu. Tôi chỉ cần quan tâm đến cái số tiền mà cái người đàn ông của cô phải ói ra cho tôi. Mấy đứa con của tôi nó cần phải sống, nó cần phải được ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn, hiểu chưa? Dạ, em biết rồi, để em thử nói với ảnh coi sao. Cứ chung đường tôi và em, cứ như là đã yêu, vẫn không thành ra tình đâu, dẫu luôn là có nhau. Tôi và em đúng hai người thân thì yêu thế nào, thì yêu thế nào, thì yêu làm sao, giống như là hai vì sao đến đêm cũng sáng thôi, có bao giờ xa được nhau.